Rồi, xin chào anh chị các bạn trở lại với trên Hồng Xe Hơi. Trên tay mình là mẫu Mazda CX-3. Đây là bản 589 triệu, gọi là bản cao cấp rồi. Thì cũng vừa lấy cho một người quen. Đây là xe mới hoàn toàn nhé. Mới ra mắt thì được khoảng hơn một tuần. Bây giờ nó sẽ trải dài cái mức giá tầm khoảng 524 đến hơn 600 một chút. Đấy, thì cái bản này là bản 589 triệu. Giá ra biển thì nó sẽ dao động vào khoảng hơn 600 các bác nhé. Thì đây là một chiếc xe mới hoàn toàn và cũng là một cái form all new. Xe này thì như một số tỉnh địa phương như Bắc Ninh bọn em thì nó còn chưa có biểu thuế mới vì cái mức giá niêm yết nó thay đổi. Đấy, vẫn đang chờ bấm biển. Sơ qua về bản này thì nó sẽ là một cái xe 5 chỗ gầm cao của Mazda. Dòng này thì là dòng nhập khẩu nhé. Đây mình có một đầu xe với đèn là đèn LED, tuy nhiên thì xi nhan ấy thì là vẫn là bóng halogen này. Con này cũng rất là mới, nó còn chưa có biểu thuế. Bên em thì cũng muốn đẩy nhanh cái doanh số bán trong đầu năm tới. Đấy, mình có một bộ mâm phay cắt rồi. Mâm này là mâm 18 nhá. Đây cũng khá là lớn đấy. Về tổng thể kích thước thì cái CX-3 này nó không thua cái bản CX-5 quá nhiều đâu, chỉ gọi là tinh chỉnh nhỏ hơn một chút thôi. Đấy, bản này thì đi nhanh qua em thấy có giá nóc rồi, cửa sổ trời. Thân xe thì trên bản này thì mình sử dụng đây nút bấm trên cửa và chưa có gập gương tự động. Đó. Đây là bản CX-3 Luxury. Đấy, hai bô ống xà kép. Bạn em nó cũng khá kỹ tính. Thì cũng lựa chọn rất là nhiều và quyết định xuống tiền mua em này. Đấy, mình có thể thấy cái hơi tiếc một chút là cái bản này thì sử dụng là ghế chỉnh cơ và là ghế da pha nỉ nhá. Đấy, sơ qua thì vẫn có lên xuống chỉnh gương này, ghế gương kính lái là auto này. Tất nhiên thì với cái bản 524 hơn một chút nó cũng đã có phanh điện tử và auto hold rồi, thì tất nhiên trên bản này vẫn đầy đủ thêm cả chế độ lái sport nhá. Đặc biệt hơn thì nó là điều hòa tự động. Đấy, điều hòa một vùng thôi nhưng cũng điều hòa tự động. Cái bản 520 thì nó thô hơn, điều hòa cơ hơn khá là nhiều. Đấy, trên này thì mình vẫn có đầy đủ như là cruise control này. Đấy, đàn thoại rảnh tay này. Ở phiên bản này thì là dùng một đồng hồ analog ở giữa và hai màn hình điện tử xung quanh. Đó. Thường thì với các xe của Mazda ấy, thì cái độ rộng rãi của hàng ghế thứ hai thì bản thân em đánh giá khá là ok. Đấy, mình có thể cân nhắc sử dụng. Bản này thì vẫn sử dụng cốp cơ thôi. Đây, cửa sổ trời. Thì em quay nhanh cái bản Luxury như này. Đấy, mình có nhu cầu mua xe, xem xe, lái thử thì có thể liên hệ trực tiếp qua bên em nhé. Đấy, hiện nay thì lãi suất vay trả góp nó cũng khá rẻ, đâu đó khoảng 7-8% một năm. Với khách hàng hồ sơ tài chính nó đẹp, còn các bác làm tự do hay là cần chứng minh thu nhập nó khó hơn một chút thì có thể liên hệ bên em, nó chỉ nhỉnh lãi suất một tí thôi. Lần này vay xe rất là rẻ rồi, mua chạy thuế hay là mua hưởng ưu đãi thì vẫn thoải mái các bạn. Năm nay mua thì gần như là không mất khấu hao rồi, cầm tiền đi mua thắng. Anh chị có nhu cầu thì book máy alo giúp em nhé. Xe mới đấy, hơn 700 một chút thì chúng ta có rất nhiều lựa chọn, tuy nhiên thì cũng phải cân nhắc cái bản Mazda CX-3 như này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.